Vâng, đồ gỗ Mộc Long Huy xin chào. Cảm ơn tất cả mọi người ghé xem video này của Mộc Long Huy nhé. Đây là cái công tác anh em giao hàng của Mộc Long Huy của ngày hôm nay là thứ bảy cuối tuần, để bên em sẽ giao hàng cho quý khách hàng vào chủ nhật ngày mai. Thì trong chuyến hàng ngày mai thì bên em có nhiều sự ưu ái và ủng hộ của quý khách hàng. Trước hết là một đơn hàng của một anh khách ở trên Biên Hòa. Bộ ghế này là anh đặt 5 món, một băng, hai ghế đơn, một bàn và một đôn lối bằng bàn. Thì bộ ghế này có giá là 58 triệu. Cảm ơn anh đã tới xưởng Mộc Long Huy tham khảo và đặt bên em bộ ghế này nhé. Và đơn hàng thứ hai là của một anh khách hàng ở trên Sài Gòn, ở quận 12. Thì anh có ủng hộ bên em là bốn chiếc giường gỗ tràm, ở kích thước là 1,8 hết. Và một đơn hàng nữa thì có một chị là ở Thủ Đức, thì chị có ủng hộ bên em lần này lần thứ ba rồi. Chị mua hàng bên em rất nhiều lần rồi, thì chị có ủng hộ bên em một chiếc tủ áo ở đây. Chiếc tủ áo thì em để phía bên trong này. Vâng, chiếc tủ mét tư, và chắc là tới nhà chị thì em phải tháo dép ra. Chiếc tủ mét tư có giá là 8 triệu quý anh chị nhé, 8 triệu rồi. Và chị có đặt mua thêm một bộ dẹt phản để thay vào cái giường trước đây mà có mua ở bên xưởng Mộc Long Huy. Bộ ghế ở đây, bên em đang làm cái form dáng mẫu mới của năm 2024. Em đã làm được tới 3 4 bộ và có khách mua hết rồi. Ở ngoài này em cũng sẽ sắp giao cho một anh chị mua bộ này. Bộ này thì tiêu chuẩn của nó là 7 món cơ. Nó hơn hai cái đôn thì nó có giá là 63 triệu quý anh chị nhé. Còn bỏ hai cái đôn đi ra thì nó là 58 triệu. Đó, và quý anh chị đặt 6 món cũng được. 4 món em cũng bán luôn. Đó. Tại vì mình sản xuất được cho nên là quý anh chị cứ theo nhu cầu thôi. Nhưng mà nếu mà bỏ một món mà ngắt ra thì em sẽ tính giá nó sẽ hơi cao một xíu nhá quý anh chị nhá. Tại vì đi theo bộ của nó thì nó chuẩn hơn, ok hơn. Còn mình cứ xé lẻ ra thì thực sự là làm nó hơi mất công một xíu thôi. Nhưng mà nó bắt buộc nó phải xé chia ra thì nó sẽ cao hơn một xíu so với tính theo bộ quý anh chị ạ. Vâng, video này chủ yếu bên em gửi tới quý anh chị là công tác anh em chuẩn bị giao hàng. Và quý anh chị biết rằng là xưởng Mộc Long Huy, từ khâu làm mộc, sơn đến giao hàng thì vẫn mong muốn là công khai chi tiết cho tất cả quý anh chị biết rằng là cái công tác của anh em làm. Và Mộc Long Huy xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả mọi người luôn quan tâm theo dõi ủng hộ kênh đồ gỗ Mộc Long Huy hôm nay. Đặc biệt là sắp chạm tới cái ngưỡng mà Mộc Long Huy cũng mong muốn lắm, đó là được 1 triệu người đăng ký trên kênh YouTube. Hiện tại kênh của bên em được hơn 700.000 người rồi. Rất là cảm ơn tất cả và rất nhiều luôn quý khách hàng đã luôn theo dõi ủng hộ kênh đồ gỗ Mộc Long Huy hôm nay. Vâng, Mộc Long Huy xin chào.